cái việc mà dùng tiền để mà tạo ra thu nhập nó lớn gấp nhiều lên so với công sức mà chúng ta bỏ ra, là đó là một cái sự thật rất là thực tế. Thì đó, Quang làm một năm chơi kiếm đâu đó được 120 triệu mà rất là vất vả, trong khi ông chủ đấy ông ngồi chơi không à, ông có làm gì đâu à, trời mưa trời nắng trời bão ông làm gì đâu à, ông ngồi một chỗ và mình tự động đưa tiền đến cho ông, và lúc đấy nó tự động tăng giá cho ông, và ông kiếm rất là nhiều tiền gấp 10 lên so với thu nhập của mình. Thì đó là một cái sức mạnh về cái việc đầu tư và về cái cách dùng tiền, mọi người nên cân nhắc để học hỏi và làm theo. Nãy giờ Quang nói là so sánh giữa một cái người đầu tư và một người kinh doanh, và ở đây là Quang kinh doanh quán cà phê, ông chủ đất là ông đầu tư mua miếng đất ở để đó thôi. Nãy Quang nói là một năm Quang kiếm được 120 triệu từ cái quán cà phê đó nha các bạn, còn kiếm được triệu đô từ kinh doanh khác đó. Rồi rồi, xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với lại khóa học miễn phí mở khóa sự thịnh vượng. Thì hôm nay mình có mời đến đây hai bạn học viên, bạn Thành là học viên của khóa bán phòng và bạn Nhật Quang học viên của khóa bất động sản Việt Nam. Hai bạn rất là giỏi. Bây giờ mình tóm tắt tiểu sử lịch sử của hai bạn này tí xíu. Bạn Thành và mình là bạn sinh viên của trường Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng. Thì năm bạn Thành khoảng 18 tuổi rưỡi thì bạn Thành quyết định là vào học viện bất động sản học khóa bán phòng, và đến hiện nay là ấy đã bán được những bất động sản giá trị là hơn 20 tỷ. Một cái hành trình từ một cậu sinh viên đến bây giờ là một cái người môi giới bất động sản thì trải qua rất là nhiều khó khăn và có rất là nhiều gọi là thăng trầm trong nghề nghiệp, thì lát nữa các bạn giao lưu ha. Và bạn thứ hai là bạn Nhật Quang thì sinh sống và làm việc ở Quảng Trị, bạn này cũng cũng là miền Trung luôn. Nói chung mình và hai bạn đó là cũng là người miền Trung hết. Và mình thấy là bạn Quang là một cái tấm gương cho các bạn, để các bạn có thể nhìn vào tấm gương đó để các bạn phát triển, để các bạn gọi là vượt qua chính bản thân của các bạn và nỗ lực để tiến bộ hơn, để mà gọi là sống một cuộc đời mà thấy là đáng đáng sống đó. Gia đình bạn Quang rất là khó khăn, nhưng mà sau một thời gian Quang trải qua rất là nhiều nghề nghiệp và kết quả ngày hôm nay là bạn Quang là triệu phú rồi đó các bạn. Rồi ok, mời Thành Thành trước ha, dù cho bạn Thành nhỏ trước rồi xong tới Quang. Dạ vâng, chào thầy và chào tất cả các anh em trong học viện ạ. Rồi ok, cảm ơn Thì Thành. em là Thành, năm nay thì em vừa tròn 20 tuổi được 2 tháng. Thì em lúc trước thì học khóa bán phòng của học viện, em nhớ là khóa đó là khóa tháng 6 2020. Bây giờ thì cũng hơn một năm rồi, thì em cũng phát triển cũng khá là nhiều. Thì nay được thầy thầy Tâm mời vào đây chia sẻ với tất cả các anh chị em về, em cũng chưa biết chia sẻ gì thì chút xíu thì mình sẽ giao lưu với nhau mọi người ha. Okay, cái buổi ngày hôm nay thì coi như là buổi để mà giao lưu, để các bạn học viên đã thành công rồi giao lưu với các bạn học viên mới. Các bạn mà mới bắt đầu vào lĩnh vực bất động sản thì các bạn cần lời khuyên của những người mà người ta đi trước á. Có thể là người ta nhỏ tuổi hơn bạn, có thể người ta lớn tuổi hơn bạn, nhưng chuyện tuổi bỏ qua bên đi. Bây giờ hãy coi coi bao nhiêu năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bất động sản này, các bạn coi đó đi là chính. Thành ơi, em có thể chia sẻ cho mọi người cái quá trình em sau một thời gian em bán phòng á, em bán phòng xong rồi bán hết cả một cái tòa nhà luôn. Rồi sau đó em cho mọi người biết cái duyên nào đã đưa em đến tới cái công ty môi giới bất động sản của em làm, kết quả như thế nào. Ok, mời Thành. Dạ vâng, thì lúc trước thì em tham gia khóa bán phòng, sau khi tham gia xong được 2 ngày, sau khi tham gia được 2 ngày thì em theo lời anh Quang thì em book vé máy bay vào Sài Gòn luôn. Thì may mắn là cũng gặp được một số anh em trong học viện thì giao lưu trao đổi các thứ. Thì thời điểm đó thì em bán cái phòng đầu tiên trong lúc em đang đi chơi lúc em đang đi chơi, tại vì em đã bắt đầu marketing từ trước khi em vào Sài Gòn, nên thành ra là cái phòng đầu tiên đến với em thì cũng khá là sớm. Nó chỉ chưa đầy hai tuần thôi, em vào chơi được một tuần có lại bán được, lúc đó nó chỉ có 3 triệu mấy thôi mọi người. Trong quá trình mà em làm bán phòng, thu nhập đỉnh điểm nhất của em là rơi vào 40 triệu một tháng. Đấy là chỉ bán phòng thôi, em chưa tính bán mặt bằng các thứ cho thuê, đâu đó là cũng 80 triệu 90 triệu rồi, đó là doanh thu. Còn thu về hoa hồng phí của em thì gần 40 triệu. Thời điểm mà em bán phòng, sau khi em đạt đến con số đó xong thì em cảm thấy cá nhân em thôi, em cảm thấy chưa chưa có thỏa mãn lắm. Một tháng em chỉ kiếm được khoảng 40 triệu thì nó quá thấp. Mặc dù trước khi mà em vào Sài Gòn, em chỉ có nhu cầu là kiếm 20 triệu một tháng là em vui lắm rồi. Nếu mà em tiếp tục con đường học đại học xong rồi em đi ra làm công thì lúc đó em nghĩ 20 triệu của em rất là lớn. Nhưng mà trong tâm thế là vào Sài Gòn vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm các thứ thì em đạt được nó nhiều thứ hơn. Đi trong tâm thế là học hỏi, nên thành ra là em cũng không ngờ được là mình không phải đi du lịch mà là mình đi kiếm tiền. Ok, là bây giờ em sắp giống Bill Gates rồi đó, bỏ học giữa chừng để tìm để về. Sau khi bán phòng thành công như vậy hồi tháng 2 gì đấy, thì giữa tháng 3 em có xin vào làm công ty môi giới bất động sản. Thì vào đây thì em được đào tạo thành một chuyên gia môi giới bất động sản chuyên nghiệp luôn. Thì hiện tại em vừa mới thực hiện xong hợp đồng số 3 của em, từ giữa tháng 3 làm việc cho đến 26 tháng 10 2021 là em hoàn thành hợp đồng số 3, em hoàn thành 3 hợp đồng. Thì hợp đồng mới nhất gần đây của em là gần 1 triệu đô, là 22 tỷ. Thì ở khách hàng đó thì đáng nhẽ em nghĩ là em có thể chốt sale được sản phẩm khoảng 70 tỷ ấy. Nhưng mà khách hàng thì hơi vớ một tí nên em nhả luôn, chứ em không có dám ép khách hàng. Rồi, ok. Rồi một lát nữa Thành chia sẻ tiếp ha. Dừng lại ở đây thì các bạn thấy không? Mới có một năm rưỡi mà phát triển và tiến bộ như vậy. Rồi, ok. Bây giờ nhà Quang có mặt rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Em chào thầy Tâm, chào mọi người. Mình tên là Quang, hiện tại mình đang làm việc tại miền Trung. Và hiện tại thì mình đang là chủ một cái công ty môi giới khoảng 100 sale.
Mình cũng là nhà đầu tư bất động sản cá nhân, chuyên làm về phân lô đất nền ở miền Trung ạ. Rồi, ok. Quang em chia sẻ với mọi người về cái cách mà em bắt đầu em đi vào con đường bất động sản nhé. Cho mọi người hiểu là em bắt đầu sale, em bán hàng, em bán những cái đồ điện tử đó, xong chuyển qua là bất động sản. Thì cái gì để cho em chuyển từ cái việc mà em đang bán những cái sản phẩm khác mà chuyển qua bán đất, xong rồi em bán gì với cái việc làm bất động sản như thế nào? Thì khi mà đi làm bán hàng bán đồ điện tử và các sản phẩm nhu cầu thực phẩm á, thì em nhận ra được một điều là ai kinh doanh được cũng cần một căn nhà để ở, và ai làm mở một cái dịch vụ kinh doanh thì cần một cái văn phòng để kinh doanh, và tất cả mọi người đều cần nhu cầu đến bất động sản, và đặc biệt là cá nhân của em rất là muốn sở hữu được một căn nhà cho riêng mình, không phải đi ở nhà thuê hay là nhà mượn. Thường thường người xưa người ta nói câu là làm gì ăn đấy, đấy tức là ví dụ mình bán cơm thì mình không lo cơm để ăn, mình bảo quên Hát thì đâu không thiếu, hát đâu không thiếu quên để mặc. Thì mình muốn sở hữu đất bất động sản thì mình phải làm bất động sản, thì từ cái nhận định như vậy thì anh chuyển sang làm môi giới bất động sản và sau đó là trở thành nhà đầu tư. rồi, cảm ơn bạn. Thì các bạn có thể kiếm tiền từ bất động sản rất là nhiều hình thức nha các bạn. Ví dụ như bạn có thể làm thuê cho thuê, bạn có thể làm kinh doanh homestay Airbnb như bạn Quang là bây giờ bắt đầu làm thuê cho thuê từ từ lâu rồi. Bạn Quang kết hợp với những bạn học viên khác luôn về bất động sản để mà làm. Rồi Quang có làm thêm resort đó, đó các bạn. Resort là một trong những phần đó là nhu cầu ở nghỉ dưỡng đó. Thì ngoài ra đó, cái đó là mình nói là bạn dùng bất động sản của người khác để bạn kiếm tiền đó. Hôm nay mình kể cho các bạn nghe một số cái cách để các bạn có thể kiếm tiền từ bất động sản khác nữa. Mình ví dụ ha, bạn lướt sóng bạn cũng có thể kiếm tiền được nè. Đó. Rồi ngoài ra là ví dụ bạn mua bất động sản về, xong mua đi bán lại cũng ra tiền. Rồi bạn mua xong rồi về bạn sửa cũng ra tiền. Và bạn có thể làm như bạn Quang, phân lô bán nền cũng ra tiền, đúng không? Mua miếng đất bự về phân những lô cho ra bán đó. Bạn Quang đang kinh doanh đó. Hoặc là có thể các bạn mua bất động sản xong rồi về các bạn đập nó đi, xong bạn xây lên nhiều nhiều phòng, bạn cho thuê. Rồi khi bạn cho thuê mà thấy dòng tiền tốt bạn có thể bán đó. Nhiều cách lắm các bạn, rất 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 là nhiều cách. Và nhiều khi bạn mua cái bất động sản về bạn đập, xong rồi bạn nhờ những cái người gọi là kiến trúc sư thiết kế lên cho bạn những tòa nhà thiệt là đẹp, bạn bán các bạn vẽ đó cộng với lại cái đất đó, bạn không cần phải làm gì hết đó, bạn chỉ bán các bạn vẽ đó cho họ thấy tương lai nó sẽ như vậy, chỗ này là sẽ làm cái mặt bằng, chỗ kia sẽ làm phòng trọ hay là nghỉ dưỡng gì đó. Thì bạn rất là nhiều cách mà bạn làm không. Bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của bạn Quang. Thì sau khi mà Quang làm bất động sản một thời gian như vậy thì Quang muốn mở rộng nhân viên ra đúng không? Thì lúc đầu thì có mấy người à? Bây giờ muốn nhân viên phát triển thì bây giờ Quang kết hợp cho bạn Quang, Quang làm cái bạn kết, Quang kết hợp như thế nào, Quang chia sẻ cho mọi người biết luôn. Mới đầu thì em thành lập thì có khoảng 5 đến 7 người thầy. Thì sau khi mà phát triển khoảng 2 năm, hơn 2 năm một tí thì bây giờ là khoảng 8 người, và mục tiêu tiếp theo của em là để lên 500 người, là vì hiện tại thì cái thương hiệu rất là mạnh và các dự án lớn á, người ta liên hệ với bên em làm phân phối rất là nhiều, mà bên em thì muốn đẩy nguồn lực lên thêm được. Rồi, Quang cho mọi người biết là từ lúc mà Quang làm môi giới tới khi Quang chuyển qua Quang làm đầu tư, năm nào Quang làm môi giới và cái con đường đi từ môi giới trước để trở thành một nhà đầu tư như thế nào luôn. Và như bạn lúc nào cũng muốn làm nhà đầu tư hết, nhưng mà các bạn không trải qua môi giới thì nó giống như kiểu bạn muốn rút rút gọn con đường vậy đó. Và cái chuyện mà làm môi giới đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn có một bức tranh tổng thể về bất động sản. Rồi, ok, mời Quang. Thì rất là ai cũng rất là muốn trở thành nhà đầu tư, vì nhà đầu tư thì nó khỏe cho mình, tức là mình kiếm tiền không cần phải làm việc, mình bắt tiền làm việc. Đấy, thầy trong khóa học học viện nông sản chia sẻ rất nhiều rồi. Thì để mà đạt được cái level đó thì mình phải có kiến thức, và mình phải có tài chính, mình phải có tiền, mình phải có đòn bẩy. Thì em thì xuất thân từ hai bàn tay trắng, thì em đi lên và em trở thành nhà đầu tư thì nhờ cái kiến thức, và khi mà có kiến thức thì em kết hợp với những người có đất và có tiền, và em đi đầu tư và người ta chia lợi nhuận cho em. Thì có rất nhiều cách để trở thành nhà đầu tư. Nếu như bây giờ các bạn có tiền sẵn thì rất là đơn giản, các bạn có thể trở thành nhà đầu tư ngay, các bạn có thể ngày mai các bạn có thể ra thị trường liền. Điều cái bí mật ở đây là chúng ta phải có kiến thức, và chúng ta phải có hiểu biết sâu rộng về thị trường khu vực mà chúng ta định đầu tư, để chúng ta không bị mua hở và chúng ta không bị mất tiền, rủi ro về pháp lý. Đấy, thì em từ năm 2014 và em làm môi giới cũng được là 5 năm, và khi mà em làm môi giới thì em tích lũy kinh nghiệm cho mình từ thị trường, từ cái mối quan hệ, và từ cái em tích lũy tiền. Khi mà làm môi giới thì thu nhập rất là cao, nên là em tích lũy tiền để em đầu tư vào việc học tập. Học tập ở đây là tức là học về cách để mình dùng đòn bẩy, về dùng tiền, về pháp lý, về đầu tư. Và sau khi mà có kiến thức thì em kết hợp với những người có tiền, ví dụ như thầy chẳng hạn, hoặc là những bạn có tiền mà chưa có kiến thức, thì em sẽ kết hợp lập thêm một đội, sau đó là em đi mua đất và em đầu tư, và người ta chỉ bỏ tiền cho em và em đi đầu tư, và khi mà thu lợi nhuận về thì người ta chia cho em lợi nhuận.
Đấy, đó là cái thức thứ nhất. Và cái thức thứ hai là mình không có tiền thì mình có kiến thức thì mình kết hợp với những ông chủ đấy. Ví dụ như người ta có lô đất lớn mà người ta không biết phải làm gì, thì khi mà mình biết cách làm tăng lợi nhuận cho cái lô đất đó thì mình kết hợp với chủ đất. Để ví dụ là người ta giao cho mình 1 tỷ, mình làm ra được 2 tỷ, thì ví dụ người ta cho mình 5 triệu chẳng hạn đấy, thì kiểu kiểu như vậy thì mình có thể là kiếm được tiền bằng cái việc đầu tư mà không cần phải bỏ vốn. Và cách thứ ba thì dùng tiền của mình thì mình cũng phải cần phải có kiến thức để mình đi mua, mình đi đầu tư làm thế nào cho nó sinh lời sinh lãi nhất nhỉ. Thì đó là cách mà em làm, thì hiện tại thì em làm song song cả ba cách. Rồi, cảm ơn Quang. Nhiều bạn không nghĩ là môi giới sẽ rất là dễ trở thành nhà đầu tư, là bạn biết em mình nói với các bạn, khi bạn làm môi giới ha, khi bạn thấy cái điều tốt đúng không, thì bạn tất nhiên là môi giới là cái người gọi là đi rất là nhiều sâu sát với lại cái thị trường rất là nhiều, là bạn thấy những cái điều tốt thiệt là trường hợp tốt, bạn chỉ cần đem cái điều đó đem tới giao cho những cái nhà mà ông đầu tư ông có tiền à. Rồi giống như cách làm của bạn Quang, bạn chỉ cần ví dụ như cái miếng đất nó bự, bạn chỉ cần làm cái cách nào để tăng giá trị nó lên, rồi sau đó ví dụ như bạn có thể chia ra thành 5 7 lô, rồi xong bạn nói ok bây giờ này em muốn lấy 1 lô 2 lô, em không cần lấy tiền, em chỉ cần lấy đất thôi đó, bạn đã thành nhau tới rồi đó. Cái đó là đơn giản thôi, đừng có nghĩ nó phức tạp đó. Rồi nếu bạn không muốn lấy đất thì cũng được, người ta sẽ đưa cho bạn tiền, rồi bạn nói à ok em sẽ làm với anh vài dự án nữa, có diễn cho em cái đó, cái tiền đó em đưa trước cho nè, rồi em sẽ có được đất thôi các bạn. Có các bạn nhiều cách lắm, như bây giờ các bạn hãy sử dụng vận hùng tất cả những cái thứ mà ở trong đầu bạn có, để mà hoặc là bạn đi học thêm những cái kiến thức thì nó có nằm trong sách rất là nhiều sách rồi. Ok, mời bạn Thành chia sẻ khi mà bạn Thành làm vào làm môi giới đó, thì nó có những khó khăn và thử thách như thế nào, mời bạn Thành ha. Dạ vâng, thì ngoại trừ những cái mặt tốt hay là những cái tích cực như vậy thì mặt trái của nghề môi giới thì nó cũng có rất là nhiều cái. Thì nó sẽ có một số thứ đặc biệt, ví dụ như nghề này là nghề kiếm tiền không giới hạn đó mọi người. Thì lúc trước em cứ nghĩ là cứ kiếm được khoảng 40-50 triệu thì nó sẽ ngừng, nhưng mà không, có những phi vụ thì chúng ta có thể kiếm đến cả tỷ. Nhưng mà để kiếm được khoảng 1 tỷ đó trong một phi vụ có rất là nhiều người làm được, nhưng cũng có rất là nhiều người đã phải bỏ cuộc bởi vì thời gian nó đến quá lâu. Ví dụ như như em đi hợp đồng đầu tiên thì có thể nó nhanh, nhưng mà có một số bạn thì như em hợp đồng đầu tiên thì nó có thể mất khoảng 1 tháng, nhưng hiện tại thì công ty em cũng có một số bạn hợp đồng đầu tiên đến bây giờ 1 năm rồi vẫn chưa có đó mọi người. Thì nó gọi là sự kiên trì, thì mọi người đó rất là kiên trì đến bây giờ vẫn còn nỗ lực và chưa ngừng nghỉ một ngày nào hết. Thì đó là về mặt thời gian để có được hợp đồng đầu tiên ở trong công ty em. Tại vì bên công ty em thì làm phân khúc bất động sản là nhà phố, có thể là nhà mặt phố hoặc là nhà ngõ, nhà hẻm, nên giá trị của nó ở trong thị trường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là cao, ít nhất cũng khoảng vài tỷ cho đến vài chục tỷ. Dạ, nên thời gian để ra hàng cũng khá là lâu, cũng như là để có được hợp đồng đầu tiên. Thì đó là cái khó khăn trong cái vấn đề về mặt làm môi giới. Với thứ hai là vấn đề về tài chính. Thường thì mọi người ngoài thời gian ra thì trong cái khoảng thời gian mà các bạn chưa kiếm được hợp đồng ấy, thì các bạn sẽ phải ăn chi tiêu các thứ, vì sử dụng về việc chi tiêu cá nhân, sử dụng về xăng xe, tiền điện thoại. Đấy, thì nó cũng là một khoản mà các bạn phải tính toán, tại vì trung bình thì 1 tháng các bạn phải ăn ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu, đó là tiền ăn thôi, chưa kể này kia kia nọ các thứ nữa. Thì nếu như 1 năm mà các bạn chưa có hợp đồng 3 triệu thì tính ra 1 năm cũng phải 36 triệu để các bạn tiêu rồi. Nếu như các bạn không làm ra tiền thì 36 triệu nó cũng là một khoản khá là lớn. Thì thời điểm mà em chuyển sang làm môi giới bất động sản chuyên nghiệp, hay gọi là nhà chuyên gia tư vấn bất động sản, thì thật sự là trong khả năng của em cũng đã dự trù sẵn rồi, nên thành ra là nó cũng không có khó khăn gì với em, cho dù em không bán được hàng trong vòng 1 năm. Thì đó là những thứ mà em đã tính toán. Về mặt ngoài ra thì có một cái mặt nữa là mặt về sản phẩm. Thì khi mà làm môi giới bất động sản, nếu mà các bạn tự làm thì các bạn cũng biết được là kiếm sản phẩm nó không phải dễ dàng gì. Vì ví dụ như bán phòng thì các thứ thì các bạn có thể lên mạng kiếm ra được các bạn bán phòng rồi hợp tác, hoặc là các bạn có thể kiếm những cái chủ nhà còn cho thuê, tại vì đó là những sản phẩm số lượng tức là giá trị thấp thì nó rất là đông đảo và các bạn có thể kiếm chủ nhà rất là dễ, có nhiều cách lắm. Nhưng mà khi các bạn càng lên làm, càng phân khúc nó càng cao, giá trị sản phẩm càng lớn, thì những người giàu người ta sẽ rất ít khi xuất hiện và hầu như là không ra mặt. Ví dụ như một sản phẩm đâu đó khoảng vài chục tỷ thôi thì chắc chắn chủ nhà sẽ gửi cho một môi giới độc quyền, và khi đó thì các bạn sẽ không bao giờ gặp được mặt chủ nhà. Mà muốn bán sản phẩm đó thì các bạn chỉ được gặp môi giới độc quyền thôi, và bạn đó là người quyết định tất cả mọi thứ về việc mua bán rồi giá ký kết này kia kia nọ. Thì đó là về mặt chủ nhà. Dạ vâng, thì ở trong ngành nghề này thì em thấy các bạn rời bỏ nhiều nhất, nó đơn giản là bởi vì thời gian các bạn không có kiên trì đủ. Rất là nhiều bạn môi giới đã bỏ nghề chỉ vì mãi mà không kiếm được hợp đồng đầu tiên, cứ nghĩ là mình không có duyên. Nhưng mà thực sự thì em nghĩ đó là do các bạn tích lũy chưa đủ. Vừa rồi thì em có giúp một bạn thành viên trong công ty chốt một hợp đồng đầu tiên sau chưa đầy 1 tháng làm việc. Thì bạn đó thì theo em nghĩ thôi, em đánh giá và hầu như mọi người cũng nhìn thấy đó là bạn ấy nỗ lực cũng chưa cao, nỗ lực chưa có nhiều. Các bạn ấy lên công ty cũng bạn ấy là một bạn sinh viên thôi, thì lên công ty cũng không biết làm gì, chỉ có chơi 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 các thứ. Nhưng mà hợp đồng đầu tiên đấy cũng rất là chóng vánh, giá trị hợp đồng là 20 tỷ 450 triệu. Thì tất tần tật mọi thứ là
về mặt khách hàng, về mặt sản phẩm thì đó là đồng đội, có đồng đội của công ty lo hết, trong đó có em nữa, thì bạn ấy mất chưa đầy một tháng là đã có hợp đồng đầu tiên rồi. Thì đó cũng là một cái hay trong ngành nghề môi giới, biết đâu bất ngờ thì hợp đồng nó lại rơi vào đầu. Rồi ok, rồi Thanh có thể chia sẻ những cái tháng mà bị Covid em cũng đâu có chốt được giao dịch đâu, nhưng mà trong những cái năm tháng đó, những tháng đó thì em làm cái gì để mà gọi là em làm cái gì để mà em duy trì cái việc gọi là giữ vững cái phong độ để mà em không có đi về quê đó. Như bạn sẽ thậm chí đi về quê đúng không, và như bạn sẽ chuyển nghề khác đó. Rồi trong mấy cái tháng đó em làm cái gì, rồi em làm sao để mà thứ nhất là em làm gì cho bản thân em để cho em không có từ bỏ cái giấc mơ gì đó của em, và em làm gì để cho những người khách hàng vẫn biết được em vẫn còn đang làm một cái người môi giới bất động sản rất là tích cực, vẫn đang hoạt động cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng vẫn có thể vẫn tiếp tục đi con đường này. Hai ý nha bạn. Dạ thì ở trong 3 tháng dịch vừa rồi ở trong Sài Gòn này thì bị giãn cách đó mọi người, thì ngay khi bắt đầu giãn cách là em đã quyết chí rồi là bắt buộc em phải tiếp tục làm việc, tại vì em đã quyết tâm, trong em là quyết tâm là rằng là ở trong cái môi trường môi giới bất động sản này em sẽ trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp và em sẽ làm cho uy tín của em nó tăng cao hơn. Thì lúc mà thị trường bắt đầu đóng cửa và cũng như là dịch bệnh nó đến đó, thì em khô máu luôn thầy. Em chuyển lên công ty em ở luôn, em không ở nhà nữa. Dạ em quyết là lên công ty em ở luôn, sống chết luôn. Thì ở trên công ty thì điều kiện nó cũng không có được như ở nhà, nhưng mà chưa một ngày nào em ngừng nghỉ em làm việc. Thì bất kỳ ngày nào em cũng đăng tin những điều tích cực, nào là chào buổi sáng rồi chúc mọi người một ngày tốt lành, rồi nào là thị trường bất động sản mặc dù dịch bệnh như này nhưng đó cũng là một cơ hội. Nói chung là chưa có ngày nào mà em ngừng marketing, em ngừng cung cấp cho khách hàng những điều tích cực. Thì trong vòng 3 tháng dịch bệnh vừa rồi thì thành ra nó là cái cơ hội, trong nguy thì lại có cơ. Mặc dù trong dịch bệnh em không chốt được hợp đồng, nhưng mà trong thời gian dịch bệnh đó, đó là khoảng thời gian mà người ta rất là rảnh, người ta ở nhà, người ta không làm gì hết, thì đó là thời điểm mà người ta lại đi lên trang bất động sản, người ta tìm những bất động sản để người ta hỏi thăm, người ta tìm hiểu. Thì trong đó thì 3 tháng vừa rồi chắc chắn là rất là nhiều bạn môi giới bất động sản đã chuyển nghề, đã đi về quê, đã bỏ cuộc, rất là nhiều luôn. Khách hàng của em ai cũng bảo là ủa sao tao thấy những thằng kia nó bây giờ nó đang bán hải sản, nó đang bán thịt cá các thứ, mà sao chú em vẫn còn làm. Dạ thì người ta cũng nói là em rất là hay, là người ta thấy em giống như một người môi giới chuyên nghiệp đã thành công rồi, thì em mới có thể giữ vững phong độ và em có thể chia sẻ đến những điều tích cực đến cho mọi người. Chưa một ngày nào mà em chia sẻ bất kỳ điều tiêu cực nào trên trang Zalo của em hết trơn. Đó là điều mặc dù em khô máu đúng không? Mặc dù em dạ, khô máu nhưng mà em không để cho người ta thấy em bị khô máu đúng không? Dạ đúng rồi. Em quyết sinh khô máu nhưng mà cái đầu em vẫn rất là máu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, thì trong 3 tháng dịch bệnh đó thì nhờ đó mà em tăng số lượng khách hàng rất là nhiều so với trước kia. Lúc mà không có dịch bệnh, rất là nhiều bạn cùng làm việc, rất là nhiều bạn cùng marketing, thì khách hàng sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Nhưng khi trong dịch bệnh chỉ có duy nhất một mình Thành làm việc thì khách hàng chỉ biết kiếm Thành thôi chứ không kiếm được ai khác nữa. Dạ vâng. Thì đó là nhờ đó mà em marketing rất là mạnh, rất là nhiều luôn. Đó là điều mà em thấy. Thì trong thời điểm đó gần như là em tăng số lượng khách hàng gấp đôi so với thời điểm mà em không có làm, lúc mà thời điểm mà không có dịch bệnh. Thì nhờ đó mà em tích lũy được kha khá số lượng khách hàng để khi vừa hết dịch bệnh, khi mà tất cả mọi người mới bắt đầu đi kiếm khách hàng thì em đã có khách hàng để em đi chốt deal rồi. Và đó là thành công dựa vào cái deal vừa rồi của em. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn Thành. Và các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn, cái này mình nói một chút xíu chuyên sâu xíu, các bạn lưu ý cái này nha. Cái gọi là danh sách khách hàng đó các bạn, database khách hàng đó, là những cái người khách hàng mà người ta sẵn sàng hoặc là người ta đang mong muốn mua một cái bất động sản nào đó. Ví dụ như Thành là Thành bán bất động sản là nhà phố có thể là mặt tiền luôn đó, thì cái giá trị bất động sản của bạn Thành rất là cao, vài chục tỷ là chuyện bình thường đó. Có những lúc mà bạn Thành bán, bạn Thành kể cho mình nghe là bán luôn cái một cái căn gọi là shopping center luôn, fashion luôn, các bạn thấy khủng khiếp không đó. Bạn Thành cũng có quen với những người chủ đó. Thì nếu mà các bạn không có cái database khách hàng á thì các bạn rất là khó để mà bán. Tại vì nếu bạn có database khách hàng, bạn thử nghĩ nha, bạn có 200 người mà những người đó người ta cùng muốn mua những cái bất động sản, ví dụ như mặt tiền đó, những cái đường lớn, những cái quận lớn đó, bạn chỉ cần có một sản phẩm tốt thôi, bạn chào một lần là 200 người là người ta sẽ, mình hay nói là book, người ta sẽ book liền ngay lập tức đó. Đó đó các bạn. Còn nếu mà các bạn không có là bạn bắt đầu phải đi tìm khách hàng. Còn nếu bạn có sẵn cái database khách hàng nào, bạn chỉ đưa hôm nay Thành có một sản phẩm này, hôm nay Michael có sản phẩm rất là tốt này, anh chị nào muốn. Rồi trong vòng một nốt nhạc là có người ta cũng rinh cái sản phẩm đó về nếu đúng theo nhu cầu của người ta. Rồi, cảm ơn anh Thành. Bây giờ mình quay trở lại với bạn Nhật Quang ở Quảng Trị. Thì Quang, cách để Quang tiếp cận khách hàng như thế nào? Rồi cách Quang để chốt những cái sale trong cái mùa đó như thế nào? Quang chỉ dạy cho mọi người cách Quang làm marketing. Dạ. Yeah. Thì bản thân lúc này có chia sẻ là trong cái thời gian rời dịch thì tất cả mọi người đều bỏ cuộc, thì bản thân là làm marketing nữa mình. Thì đó cũng là một cái văn hóa trong công ty của em. Thì trong cái giai đoạn dịch bệnh vừa rồi á,
thì bên em cũng triển khai marketing, tức là mình thì cả sàn đối thủ là người ta bỏ cuộc, và bên em thì là chuyển triển khai marketing nữa mình. Và như bản thân là nói thì khi mà cơ trong nguyên có cơ thì khi mà tất cả mọi người đều bỏ cuộc, mình chắc một mình làm, thì lúc đó mình sẽ nắm tung thị trường. Thì bên em lúc dịch thì cũng marketing rất là mình, và cũng đã diễn ra giao dịch ở trong tại cái vùng trong trong cái giai đoạn dịch đợt 4 vừa rồi. Thì cách thức để mà tiếp cận khách hàng á, đối với một cá nhân môi giới á, thì theo em giai đoạn hiện tại là mình phải trở thành một chuyên gia về cái lĩnh vực bất động sản. Mình đừng có đăng bán hàng, hoặc là mình đừng có đăng bán để trên trang cá nhân, mà mình phải là người trao đi giá trị cho khách hàng. Ví dụ như mình đưa những cái thông tin về lợi ích cho khách hàng, ví dụ như là quy hoạch dự án gì đó, hoặc là cách để mà mua bất động sản như thế nào để đừng có gặp những rủi ro, hoặc là cách thức để mà vay vốn ngân hàng như thế nào, đại loại như vậy. Tức là mình trao đi cái kiến thức cho khách hàng, và kiểu như thầy Quang hay nói là bán như không bán á. Đó, bạn như không bán hàng mà không bán hàng, tức là mình không đưa sản phẩm lên đó, mà mình đưa cái sự tò mò và mình đưa những cái kiến thức cho khách hàng, thì lúc đó khách hàng họ sẽ thấy mình là một chuyên gia trong cái lĩnh vực bất động sản, hoặc là chuyên gia trong cái việc môi giới bất động sản, thì lúc đó khách hàng họ sẽ tự động chủ động liên hệ với mình để mua hàng. Đấy, thì cá nhân em cũng làm như vậy. Trên trang cá nhân của em rất ít khi mà em đăng sản phẩm lên đó bán, thì đa số là em chia sẻ những kiến thức về bất động sản. Thì khi mà sau khi chia sẻ xong thì khách hàng lúc nào cũng vào nhắn tin riêng, inbox riêng, hỏi đấy chỗ này chỗ kia để mà mua hàng rất là nhiều. Đấy, tất nhiên chúng ta cũng phải làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta cũng phải đăng lên các website bán hàng, nhưng đồng thời đó chúng ta phải trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực bất động sản của mình, để khách hàng người ta tự động chủ động mua hàng, và người ta tự động giới thiệu khách hàng cho mình. Dạ, thì đó là hai cách hiện tại mà bên em đang làm. Cảm ơn Quang. Quang chia sẻ câu chuyện ông chủ quán cà phê đi. Dạ. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, là cảm ơn thầy đã cho em cái cơ hội để chiều hôm nay chia sẻ và giao lưu với tất cả mọi người. Thì mình có mở một cái quán cà phê thì hơn một năm rồi, và ngày chiều hôm đó thì cũng rảnh rồi, vì hiện tại mình rất là rảnh. Mình doanh nghiệp gần 100 người, nhưng là mình không không làm, mình giao hết cho mình tuyển tổng giám đốc vào và CEO điều hành vào, và mình giao cho người ta, và mình rất là rảnh rỗi về thời gian. Đấy, thì khi mà chiều đó thì em lên quán cà phê em ngồi uống ly cà phê, mà em nhâm nhi thì em thấy là nhân viên của em làm và quản lý cà phê làm rất là vất vả. Thì bắt đầu là em ngồi tính, em tính toán xem thử là cà phê bữa giờ là một năm vừa rồi là kiếm được bao nhiêu tiền. Vì thực ra em mở cà phê là mở cho vui, không tập trung vào lợi nhuận, mở để là thứ nhất là mình giúp cho có cái nơi để khách hàng mình đến để giao dịch, chứ không quan tâm đến cái lợi nhuận. Thì sau một năm thì anh còn đi còn lại, thì một tháng kiếm đâu đó trừ chi phí quản lý, chi phí mặt bằng, chi phí tiền lương nhân viên thì một tháng kiếm khoảng 3 triệu đến giỏi lắm là 10 triệu đồng, chưa kể tiền khấu hao. Anh đầu tư quán cà phê đó là 400 triệu đồng, là chưa kể tiền khấu hao, thì một tháng mình chỉ bỏ túi là 10 triệu đồng. Mà trong khi đó thì ông chủ đất, là cái lô đất mà năm năm ngoái anh thuế á, thì lô đất đó là giá là ông mua là 5 tỷ rưỡi. Vì là em biết cái giá thì lô đất đó là vì chủ đất là nhà đầu tư rất thân với em, và lúc đó bạn thì là em không mua, mà em mua chỗ hiện tại văn phòng em đang mở. Thì bây giờ thì em quay lại em hỏi mua thì người ta không bán, vì cái bây giờ là có tiền tiền đầu tư mình về rồi, thì quay lại hỏi mua thì bây giờ người ta đòi là em trả là 6 tỷ rưỡi mà người ta không bán, vì đất hai mặt tiền rất là đẹp nên người ta không bán và người ta không cần tiền. Thì là sau khi em điền thì người chủ đất thì người ta không bán, thì sau khi em ngồi làm một phần tính là tức là ông chủ đất này ông ngồi chơi cả năm mà ông kiếm được tỷ, còn hàng tháng thì mình phải nộp cho ông 10 triệu tiền thuê nhà là 120 triệu, còn 1 tỷ là 1 tỷ 250 triệu. Trong khi bên mình mở quán cà phê thì anh em làm cay cuộc rất là vất vả, thức đêm thức hôm. Đấy, những đêm mà có trận bóng thì anh em thức thức khuya, ở Việt Nam đã 2-3 giờ sáng thì thức rất là khuya, thì là kiếm được tháng có 10 triệu mà một năm có 120 triệu. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái việc mà dùng tiền để mà tạo ra thu nhập nó lớn gấp nhiều lên so với công sức mà chúng ta bỏ ra, là đó là một cái sự thật rất là thực tế. Đấy, mọi người có thể xem những cái câu chuyện thực tế của mọi người, nhưng đây là câu chuyện thực tế của Quang, và Quang chia sẻ là cho mọi người. Thì đó, Quang làm một năm chơi kiếm đâu đó được 120 triệu mà rất là vất vả, trong khi ông chủ đấy ông ngồi chơi không à, ông có làm gì đâu, trời mưa trời nắng trời bão ông làm gì đâu, ông ngồi một chỗ và mình tự động đưa tiền đến cho ông, và lúc đấy đó tự động tăng giá cho ông, và ông kiếm rất là nhiều tiền gấp 10 lần so với thu nhập của mình. Thì đó là một cái sức mạnh về cái việc đầu tư và về cái cách dùng tiền, mọi người nên cân nhắc để học hỏi và làm theo. Dạ. Yeah. Cảm ơn mọi người. Dạ. Yeah. Nãy giờ Quang nói là so sánh giữa một cái người đầu tư và một người kinh doanh. Và ở đây là Quang kinh doanh quán cà phê, ông chủ đất là ông đầu tư mua miếng đất rồi để rồi. Thì Quang kinh doanh là Quang phải nhức đầu thì sao? Yeah. Thuê nhân viên, thuê quản lý, đầu tư 400 triệu. Yeah. Ông đó chẳng có đầu tư gì đó, chỉ có mua miếng đất rồi xong đó, cũng là làm đi. Đó, vậy đó. Ông không phải kinh doanh, mình nói lại, ông không có kinh doanh gì hết, ông chỉ cần đầu tư thôi. Đó. Yeah. Nãy Quang nói là một năm Quang kiếm được 120 triệu từ cái quán cà phê đó nha các bạn. Còn kiếm được triệu đô từ kinh doanh khác đó. Rồi. Rồi bây giờ cho Quang nghỉ bài chút xíu, nghe chia sẻ xong quá. Ok, chị mời bạn Thạch nha.
cái em 20 tuổi đúng không? Thầy là dân miền Dạ. Trung, mình là dân miền Trung, nãy giờ mình Thành với lại bạn bạn Quang cũng là dân miền Trung hết đó. Thì Thành sau 18 tuổi mà nó dám bỏ nhà bỏ nhà thì cái bỏ nhà vô Sài Gòn, nghe thầy Quang nói bỏ nhà vô Sài Gòn. Dạ. Thì hồi xưa thì em rất là ham chơi. Từ cái hồi mà cấp 2 cho đến cấp 3 em rất là ham chơi. Em bị chơi game thôi suốt ngày, chỉ biết cắm mặt vào game thôi, thì chơi game thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó là gia đình em là cũng không phải là khá giả, thì muốn chơi game là phải có tiền. Muốn chơi game bắt buộc là phải có tiền. Thì thời điểm đó là em cứ bị ngăn cấm chơi game hoài à, em không có tiền. Chỉ đơn giản là vì em muốn chơi nên em phải kiếm tiền. Thì ngay từ thời điểm đó là gia đình em gặp rất là nhiều biến cố, thì nó cũng có một số vấn đề khó khăn về mặt tài chính, cũng lên voi rồi xuống chó các thứ. Thì thành ra là ở thời điểm đó thì em bắt đầu em chuyên tâm vào học để em thi đậu đại học, tại vì thời điểm đó em chỉ biết được đến cái việc đó là học để kiếm tiền thôi, đi học đại học rồi đi làm công rồi ra xin một công việc gì đấy để em kiếm tiền. Thì ở thời điểm lớp 12 thì em học rất là siêng, nhưng mà trong người em lúc nào nó cũng đau đáu trong mình, đó là mình phải làm một cái gì đó, chứ nếu như em cảm nhận được là nếu mà chỉ có học và đi ra xin một công việc thì chắc chắn nó không có đủ. Tức là em cảm nhận được thôi chứ em không biết rõ ràng nó là cái gì. Tại vì hồi năm lớp 10 em được anh em cho cuốn sách là Dạy Con Làm Giàu Tập 1. Thì thời điểm đó em rất là ham chơi game. Em chỉ đọc có một vài trang đầu tiên, mặc dù em biết đó là cuốn sách rất là hay, nhưng mà em chỉ đọc một vài trang rồi em lại vứt một xó. Em chơi game suốt, xuyên suốt từ thời điểm đó cho tới khi năm 12 em học đại học luôn. Dạ, thì trong cái quá trình mà em đi học đại học đó thì em học, chia sẻ một chút, thì em học về công nghệ thông tin, thì nó cũng là một cái ngành nghề mà khá là tiền ở Việt Nam cũng như trên thế giới thời điểm hiện tại. Thì đó là lý do mà em lựa chọn học cái ngành nghề đó. Thì em cũng có cân đo đong đếm giữa việc học kinh tế và việc học công nghệ thông tin, thì em và anh trai em là người cùng nhau trao đổi bàn luận để xem được cái nào sẽ giúp em kiếm tiền nó liền ngay lập tức, tại vì công nghệ thông tin là thứ mà không nhất thiết phải đi học ở trường học, chỉ cần có cái bằng là đủ. Dạ, thì thành ra là anh hai em thì bảo em là thôi đi học công nghệ thông tin đi, thì nếu mà học tốc độ nhanh thì ngay năm 1, năm 2 là có thể đi làm được rồi, chứ không phải là đi học về kinh tế học hay là cái gì kia, thì nó phải có một quá trình rất là nhiều, rất là thời gian, mà trong thời gian đó thì phải bắt buộc là phải ra đi gặp ngoài đường xã hội xã giao, rồi phải đi xin công việc này bưng bê bạn bè các thứ, thì nó không có nhanh được. Thì đó là lý do mà em học công nghệ thông tin. Thì ngay trong học kỳ 1 thì em học rất là giỏi, em học rất là tốt, và em có tham gia một thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trường đại học Duy Tân. Thì lúc đó thì team em cũng dẫn đầu trong cuộc thi đó, nhưng mà em cũng bỏ ngang luôn, tại vì ngay thời điểm đó em học xong học kỳ 1 thì dịch bệnh nó kéo đến, em được cho học online. Thì học online nó rất là chán, và em thì lúc đó rảnh quá mà, thì em đi kiếm cái học, đi kiếm sách vở này, em kiếm học viện bất động sản, em kiếm rất là nhiều thứ liên quan đến công việc kinh doanh, rồi học tập, rồi đầu tư phát triển cá nhân các thứ. Thì em chọn ra cuốn sách đó là Dạy Con Làm Giàu mà hồi lớp 10 em đã bỏ dở để em học lại. Thì khi mà em tìm cuốn sách đó thì rất may là em kiếm được trên YouTube, nó hiện ra kênh của anh Quang. Anh Quang lúc đó cũng chia sẻ về cuốn sách Dạy Con Làm Giàu đó luôn. Thì thành ra là nó giống như là một cái nam châm hút đó thầy. Thì khi mà em tìm cái gì thì nó sẽ đến. Thì đó là thời điểm mà em gặp được anh Quang và Học viện Bất động sản cũng như thầy Tâm. Thì những tháng của năm 2020 em có xem rất là nhiều, giống như lúc nãy anh Quang nói đó, là em giống như bị nghiện luôn, bị nghiện kênh Học viện Bất động sản và kênh của anh Quang cũng như kênh của thầy Tâm. Trời ơi, ngày nào cũng xem, em xem từ sáng tới tối, em xem mà em còn bắt mẹ em xem chung với em nữa. Nhưng mà có một điều là khi em xem thì em có đăng ký một khóa học, đó là khóa học bán phòng. Thì thời điểm đó em đã ký khóa học bán phòng nhưng mà em không hề biết, và tiền đến là từ việc anh hai em cho em tiền để em đi học những cái năm đầu của học đại học, thì em không biết làm gì thì em đem tiền đó đi học. Thì khi mà em tham gia thì anh Quang hôm đó có cuối buổi là có nói với em, thì em có hỏi anh một câu là nếu là anh á, anh mà trong hoàn cảnh của em thì anh làm cái gì. Thì anh nói với em là bây giờ nếu anh là em thì anh quyết định là sẽ vào Sài Gòn. Thì ngay khi câu nói đó của anh cất lên là em đặt vé máy bay luôn, 2 ngày sau anh có mặt ở Sài Gòn mà em không biết gì hết, mà em không biết em đăng ký khóa học, mà em cũng không biết em đăng ký vé máy bay em vào Sài Gòn, tất tần tật mọi thứ là em quyết định, tự em quyết định luôn. Và trong vòng 3 ngày là em có mặt ở Sài Gòn rồi. Thì hôm đó là em đi một nửa trong tâm thế là đi chơi du lịch, một nửa là trong tâm thế là đi kiếm tiền. Thì thành ra là cái tâm thế chơi nó nhiều hơn, nên xuyên suốt một tuần đầu tiên là em chỉ có chơi thôi, ăn chơi ngủ nghỉ, nhưng mà vẫn marketing hàng ngày, ngày nào cũng đều đặn marketing chứ em chưa có bỏ ngày nào hết trơn á. Thì gần 2 tuần, chưa đến 2 tuần là em đã đạt được thành quả đầu tiên rồi. Thì ngay khi đạt được thành quả đầu tiên là em biết đây là nơi mà em có thể phát triển, đây là nơi mà tương lai của em sẽ phát lên. Và từ lúc đó là em quyết định là chắc chắn hộ khẩu Đà Nẵng của em sẽ chuyển sang hộ khẩu Sài Gòn này. Dạ, và tất cả mọi thứ là để em tự quyết định hết, chứ em không có nói gì với cha mẹ hết trơn á, và làm xong để em mới nói. Lúc em vô anh có báo cho mẹ em không? Lúc vô Sài Gòn có báo cho mẹ không? Dạ, ngay khi đặt vé xong tất tần tật mọi thứ rồi thì em mới nói thầy. Mà em cứ kêu là ủa cái kia mà mày nói cái gì mà mới hồi nãy còn thấy ngồi đang ngồi học học gì đó mà giờ tự nhiên kêu với công vô Sài Gòn, rồi nói giỡn mà nói thiệt là này kia kia nọ nó nhiều lắm thầy. Em cũng biết cười trừ thôi, nói là không, con đi lần này là mẹ cứ tin ở con là con làm được. Tại vì xưa tới giờ là em rất là siêng, em siêng trong cái việc là tự thân nuôi bản thân mình, nên thành ra là lời nói của em với mẹ là người ta thấu hiểu nhau á thầy, gọi là thấu hiểu, nên mẹ em cũng tin tưởng. Rồi.
Câu chuyện của Hoàng Thành rất là hay, các bạn hãy ngẫm nghĩ lại nha. Lúc đó là Thành mới 18 tuổi, hơn 18 tuổi chút xíu. Năm học năm nhất, học học kỳ 1 của trường đại học Duy Tân. Mà học giỏi chứ không phải là học không giỏi nha, học giỏi đó. Đó, trường đại học Duy Tân là một trong những cái trường đại học mà có tiếng của Việt Nam trên trường quốc tế đó. Rồi, đó các bạn. Thì qua cái câu chuyện của bạn Thành, qua câu chuyện của mình hồi nãy Nhật Quang cũng có nói, thì hãy suy nghĩ đi nha. Ở nước nào cũng phát triển được hết, nhưng mà mình đã quyết định làm cái gì đó rồi, thì nếu mà mình không quyết thì sẽ hối hận đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều ngày hôm nay Quang chia sẻ rất là máu lửa năng lượng bạn Thành cũng vậy, và hy vọng là có thể là tháng sau các bạn đạt được nhiều thành quả khác nữa rồi vào đây chia sẻ với các bạn trẻ, các bạn mà chưa có nhiều kiến thức về bất động sản, mà chưa có nhiều năng lượng, mà chưa có những cái thành công nhỏ nhỏ để các bạn có thể tự tin phát triển trong tương lai. Rồi, thôi mình kết kết thúc cái lớp, cái buổi học ở đây ha, cái lớp học ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn sức khỏe, chúc bạn thành nhiều sức khỏe và gặp được nhiều cái giao dịch. Hy vọng là bạn thành tháng tới đạt được cái giao dịch mà hơn 1 triệu đô. Này là 22 triệu để gặp được 1 triệu đô. Ok, chúc bạn tăng nhân viên liên tục lên em 100 rồi 200 rồi 300 rồi 500. Rồi, chào mọi người.